Mến chào quý khán giả đến với tin tức mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Một ngày vác tận 40 tấn gạo, mệt tới mức bỏ cơm, nhưng các anh bộ đội vẫn cổ vũ mọi người bằng một câu cực ấm lòng. Rất nhiều người bày tỏ sự cảm động trước những việc làm cũng như tình cảm của các anh bộ đội dành cho bà con. Suốt 2 tuần qua, các chiến sĩ bộ đội, công an, các tình nguyện viên vẫn tiếp tục phối hợp với các địa phương để giúp giao lương thực, thực phẩm, phát đồ ăn cho bà con ở Sài Gòn. Dù thời tiết thường xuyên thay đổi, lúc mưa lúc nắng, nhưng các anh vẫn không ngần ngại đến từng nhà, mang đồ ăn cho từng người. Đó mới chỉ là những gì mà chúng ta được thấy qua các hình ảnh người dân ghi lại. Ít ai biết được các chiến sĩ còn vất vả hơn thế, khi một ngày chỉ vài người đã phải vác tới 40 tấn gạo. Vậy mà không những không kêu ca câu nào, họ vẫn rất lạc quan, còn động viên bà con bằng những câu nói rất ấm áp. Cụ thể, trên tài khoản TikTok của một chiến sĩ, người này đã chia sẻ clip đang chuẩn bị gạo cho người dân, kèm theo đó là dòng trạng thái: Sài Gòn nhìn thấy hy vọng rồi, cố gắng lên nha anh em. Hưởng ứng lời động viên này, rất nhiều người cũng đã gửi tới họ các lời chúc, lời cảm ơn vì những việc làm của các anh bộ đội trong suốt thời gian qua. Cố lên các chú bộ đội, biết ơn các anh lắm. Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe, mong Sài Gòn sớm khỏe lại. Thương các em quá, mong đại dịch sớm qua. Cố lên, cảm ơn các bạn nhiều. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin tức mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức mới.